Chiều đại huấn luyện viên Philippe Chusier tại đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã bắt đầu bằng 3 trận đấu mở màn được thiết kế kỹ lưỡng với sự xuất hiện của Hồng Kông, Syria và Palestine. Trong những trận này, đội tuyển đã thể hiện phong độ xuất sắc, giành được 3 chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, sau 7 tháng chuẩn bị, đội tuyển đã phải học được nhiều bài học đắt giá từ những trận thua đau. Điều này cho thấy cuộc cách mạng của huấn luyện viên Chusier không dễ dàng như mọi người tưởng. Mặc dù việc giành chiến thắng luôn là mục tiêu quan trọng, bình luận viên Vũ Quang Huy đã chia sẻ quan điểm rằng việc đội tuyển Việt Nam đối đầu với các đối thủ cấp độ khác nhau là một thách thức quý báu, thậm chí những trận thua có thể mang lại những bài học quý báu hơn cả việc chiến thắng. Thắng hay thua, mục tiêu quan trọng nhất là cải thiện khả năng phòng ngự của đội bóng, đặc biệt là trong việc chống bóng bổng để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Chiều đại huấn luyện viên Philippe Chusier tại đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã bắt đầu bằng 3 trận đấu mở màn được thiết kế kỹ lưỡng với sự xuất hiện của Hồng Kông, Syria và Palestine. Trong những trận này, đội tuyển đã thể hiện phong độ xuất sắc, giành được 3 chiến thắng thuyết phục. Tuy nhiên, sau 7 tháng chuẩn bị, đội tuyển đã phải học được nhiều bài học đắt giá từ những trận thua đau. Điều này cho thấy cuộc cách mạng của huấn luyện viên Chusier không dễ dàng như mọi người tưởng. Mặc dù việc giành chiến thắng luôn là mục tiêu quan trọng, bình luận viên Vũ Quang Huy đã chia sẻ quan điểm rằng việc đội tuyển Việt Nam đối đầu với các đối thủ cấp độ khác nhau là một thách thức quý báu. Thậm chí, những trận thua có thể mang lại những bài học quý báu hơn cả việc chiến thắng. Thắng hay thua, mục tiêu quan trọng nhất là cải thiện khả năng phòng ngự của đội bóng, đặc biệt là trong việc chống bóng bổng để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.